không xài được Gmail, Facebook. Báo Sao China Morning Post ngày 19 tháng 6 dẫn các nguồn tin cho biết theo chương trình trên, các khách hàng ở Philippines sẽ được trả lại tiền mua smartphone và máy tính bảng của Huawei nếu các ứng dụng như Gmail và YouTube của Google, hay Facebook, Instagram và WhatsApp của Facebook không hoạt động được trên thiết bị cầm tay của họ trong thời hạn 2 năm kể từ ngày mua. Hơn 30 nhà bán lẻ cùng các đối tác khác của Huawei đã tham gia chương trình này, theo trang tin review của Philippines. Chương trình này có thể nhằm lấy lại lòng tin và thu hút khách hàng ở Philippines sau khi người dùng liên tiếp nhận được các tin xấu về tập đoàn này. Ngày 19 tháng 6, tập đoàn Huawei cũng đã xác nhận đang triển khai chương trình trên. Tuy nhiên, nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới này từ chối cung cấp thêm các thông tin chẳng hạn liệu họ có mở rộng chính sách này sang các thị trường khác hay không. Sau lệnh cấm của chính phủ Mỹ hồi giữa tháng 5, nhiều ông lớn công nghệ Mỹ đã tuyên bố dừng hoạt động làm ăn với Huawei. Google và Microsoft lần lượt có hệ điều hành Android và Windows mà Huawei sử dụng trong các smartphone, máy tính bảng và laptop đều đã ngừng cấp phép truy cập sản phẩm của họ cho các thiết bị mới của Huawei. Trong khi đó, Facebook cũng thông báo không còn cho phép cài đặt sẵn các ứng dụng của công ty này trên điện thoại Huawei. Dưới một số tác động của lệnh cấm từ chính phủ Mỹ, Huawei vừa qua đã phải hoãn vô thời hạn việc ra mắt mẫu máy tính sách tay mới. Đầu tuần này, nhà sáng lập Huawei, Ông Nhậm Chính Phi cho biết doanh số smartphone ở thị trường quốc tế của Huawei đã giảm 40%, nhưng không nêu chi tiết khoảng thời gian ghi nhận suy giảm. Tuy nhiên, ông Nhậm cho biết Huawei vẫn chứng kiến sự tăng trưởng liên tục ở thị trường nội địa nhờ sự ủng hộ của người Trung Quốc. Huawei hiện chuẩn bị công bố một hệ điều hành tự phát triển trong bối cảnh tập đoàn này đối mặt với viễn cảnh không thể tiếp tục sử dụng hệ điều hành Android trên smartphone và hệ điều hành Windows trên các sản phẩm máy tính. Bình A